Vâng, xin chào các khách hàng yêu quý của DK Round & Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang ở khu kỹ thuật laser của DK. Và chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện laser lông mày cho một chị khách đến từ Quảng Ninh. Và như mọi người có thể thấy thì khi tia laser đi đến đâu thì mực sạch đi đến đó. Và đặc biệt là không hề có dấu hiệu là tổn thương bong chóc cho da. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ chụp lại ảnh để chúng ta có thể phân biệt được rõ hơn trước và sau khi laser như mọi người nhé. Và đặc biệt thì mọi người có thể thấy thì cái vùng lông mày của chị, sợi lông không hề bị cháy trụi lông hay là không hề bị cháy một cọng lông nào cả. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia thực hiện tiếp phần còn lại ạ. Bên còn lại với như mọi người có thể thấy nhá. Vâng, và siêu công nghệ siêu laser Picomark này thì với cái công nghệ này thì chúng tôi tự tin dẫn đầu trong ngành phun xăm. Đó, rất là hiệu quả và lại vô cùng an toàn nữa. Và một liệu trình thì chúng tôi không giới hạn số lần xóa nhé. Chuyên gia của chúng tôi sẽ xóa cho đến khi nào mà sạch mực thì thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đón cái sản phẩm lông mày cuối cùng của chị khách của chúng tôi nhé mọi người nhé. Và nếu như chị em có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến dịch vụ xóa xăm hoặc là hút sủa lông mày thì các chị em hãy gửi trực tiếp bằng cách inbox qua fanpage của DK hoặc cũng có thể gọi điện đến số hotline 0911 310000 ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.